Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 6 ngày quốc tế thiếu nhi, nhân dịp này, Chủ tịch nước đã có thư gửi tới các cháu thiếu niên nhi đồng, nội dung sẽ có trong phần đầu bản tin. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trong nước, trong tỉnh và quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2021 và ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi tới tổ chức đội, các cháu thiếu niên nhi đồng, các đồng chí cán bộ phụ trách thiếu niên nhi đồng những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong thư chủ tịch nước nguyễn xuân phúc ghi nhận và đánh giá cao công tác đội và phong trào thiếu niên nhi đồng có nhiều đổi mới tích cực việc bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng được quan tâm chăm lo đi cùng với đó là việc phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan ngày càng được đảm bảo thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của các cháu thiếu niên nhi đồng của các đồng chí phụ trách hoạt động của đội đồng thời đề nghị đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động xây dựng tổ chức đội vững mạnh làm tốt công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cũng đề nghị các cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể thầy giáo cô giáo các bậc phụ huynh quan tâm bảo đảm thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em giúp các cháu phát triển toàn diện nhân dịp này chủ tịch nước nguyễn xuân phúc gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cán bộ phụ trách đội giáo viên làm tổng phụ trách đội những nỗ lực thầm lặng của các đồng chí trong sự nghiệp chồng người đã giúp các thế hệ đội viên trưởng thành góp phần xây dựng quê hương đất nước chúc tổ chức đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh ngày càng vững mạnh với nhiều tiến bộ mới thành tích mới Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, số thu ngân sách 5 tháng đầu năm ước đạt 73.000 tỷ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, số thu từ dầu thô ước đạt 3.500 tỷ đồng, thu nội địa ước đạt 69.500 tỷ đồng, bằng 116,7% so với cùng kỳ năm 2020. Dù trong tháng 5, để hỗ trợ doanh nghiệp cá nhân và hộ kinh doanh số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn ước 10.500 tỷ đồng, gồm thuế giá trị gia tăng khoảng 6.400 tỷ đồng, tiền thuế đất khoảng 4.100 tỷ đồng. Tổng số thu lũy kế 5 tháng qua ước đạt 562.360 tỷ đồng, bằng hơn một nửa kế hoạch năm quốc hội giao, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân khiến số thu đạt mức cao trong 5 tháng đầu năm theo Tổng cục thuế là do tình hình kinh tế có xu hướng phục hồi từ cuối năm 2020, đặc biệt một số nguồn thu tăng khá phát sinh từ các ngành gồm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô. Bên cạnh đó, các nguồn thu đột biến từ hoạt động sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, chuyển nhượng vốn cũng đã góp phần tăng thu cho ngân sách trong năm tháng đầu năm. Về kết quả công tác thanh tra kiểm tra thuế, tính đến tháng 5 năm 2021, ngày 16 tháng 5 năm 2021, toàn ngành thuế đã thực hiện được 18.311 cuộc thanh tra kiểm tra, đạt 17,68% kế hoạch năm 2021. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra là 11.709,06 tỷ đồng, bằng 56,46%. Bộ Nội vụ đề xuất giảm 17 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phan Thị Thanh Trà vừa ký văn bản số 2499 BNVCCVC báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giả soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức viên chức. Bộ Nội vụ cho rằng công tác bồi dưỡng và cấp chứng chỉ với công chức viên chức còn một số tồn tại. Đó là nội dung một số chương trình bồi dưỡng còn nhiều lý thuyết chưa thật sự bám sát với yêu cầu của vị trí việc làm, còn trùng lặp nội dung giữa các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp cùng một chuyên ngành hoặc trùng với kiến thức đào tạo trong trường đại học việc quy định yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học không còn phù hợp vì hiện nay các cơ sở đào tạo đã có quy định về việc chuẩn đầu ra phải đạt được trình độ ngoại ngữ, tin học theo các cấp độ tương ứng. bên cạnh đó bộ nội vụ xác định có sự trồng chéo trùng lặp về nội dung chương trình bồi dưỡng đối với đội ngũ giáo viên do bộ giáo dục và đào tạo quy định. trong kiến nghị đề xuất của bộ nội vụ lên thủ tướng có hai điểm đáng chú ý. đầu tiên là bộ nội vụ đề xuất bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học với tất cả 74 ngạch công chức và 155 chức danh nghề nghiệp viên chức. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đề xuất giảm 17 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, cắt giảm các quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức viên chức theo hướng tích hợp các chương trình bồi dưỡng có nội dung tương đồng, để tăng cường bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm. Bộ này cũng đề xuất ra soát sửa đổi các chương trình bồi dưỡng đối với công chức viên chức chuyên ngành được giao quản lý để tránh trùng lập, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo theo hướng thiết thực. Chuyển sang thông tin về tình hình dịch COVID-19, chiều ngày 31 tháng 5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với tỉnh Bắc Giang. Tại Bắc Giang, việc khoanh vùng dịch đang gọn dần, tập trung chủ yếu ở huyện Việt Yên, vì qua xét nghiệm sàng lọc diện rộng trong cộng đồng với hàng chục nghìn mẫu, kết quả đều âm tính. Hiện việc xét nghiệm vẫn tăng tần suất tại địa bàn trọng điểm với hơn 26.000 mẫu ở ba thôn thuộc xã Quang Châu trong ngày hôm nay. Phó Thủ tướng yêu cầu việc lấy mẫu tại khu cách ly trường hợp F1 là quan trọng nhưng vẫn phải tiếp tục định kỳ tầm soát các khu vực chưa có dịch, đặc biệt đề nghị tỉnh đặt ra mục tiêu cụ thể trong kiểm soát dịch, tiếp tục giữ ổn định tình hình và hết sức cảnh giác, không để dịch tái bùng phát ở bất kỳ khu vực nào hiện tại Bắc Giang đã tiêm phòng cho hơn 17.500 công nhân. Về vấn đề vaccine, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tất cả địa phương các doanh nghiệp có khả năng tiếp cận các nguồn vaccine đều được tạo điều kiện để nhập khẩu. Việt Nam luôn tuân thủ nguyên tắc công bằng tiếp cận vaccine chống COVID-19 của Liên Hợp Quốc. Ban chỉ đạo đã yêu cầu đưa công nhân vào diện khai báo y tế bắt buộc. Tới đây sẽ thêm các đối tượng khác và những người được yêu cầu khai báo y tế bắt buộc đương nhiên thuộc diện ưu tiên tiêm vaccine trước. Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày mùng 1 tháng 6 cả nước có thêm 50 ca mắc Covid-19 mới, bệnh nhân 7433 đến 7482 ghi nhận tại Bắc Giang 32 ca, Bắc Ninh 9 ca, Lạng Sơn 8 ca và Long An 1 ca. Cụ thể ca bệnh 7434 đến 7441 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn, 4 ca F1, 3 ca liên quan ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan ổ dịch khu công nghiệp Vân Trung đã được cách ly. Ca bệnh 7445 ghi nhận tại tỉnh Long An, nam 22 tuổi, địa chỉ tại huyện Cần Đước, Long An, đang được điều tra dịch tễ, hiện đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Các bệnh 7433, bệnh nhân 7442 đến 7444, bệnh nhân 7446 đến 7458, bệnh nhân 7466 đến bệnh nhân 7474 bệnh nhân 7477 đến bệnh nhân 7482 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 7459, bệnh nhân 7465, bệnh nhân 7475, bệnh nhân 7476 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh. 2 ca F1, 2 ca sàng lọc ho sốt, 3 ca liên quan ổ dịch thuận thành, 2 liên quan ổ dịch khu công nghiệp khắc niệm kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tính đến 12 giờ hôm nay, Việt Nam có tổng cộng 5.976 ca ghi nhận trong nước và 1.506 ca nhập cảnh. Số lượng các mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 4.406 ca. Nhật Bản dự định sẽ siết chặt nhập cảnh đối với các du khách đến từ Việt Nam và Malaysia nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 từ ngày 4 tháng 6 tới. Theo đó những người đến từ hai quốc gia Đông Nam Á này sẽ bị cách ly ở các cơ sở chỉ định trong 6 ngày sau khi tới Nhật Bản. Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam vừa phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có đặc tính của lai hai biến thể được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ và Anh, trong khi số ca nhiễm các biến thể SARS-CoV-2 đang gia tăng nhanh chóng ở Malaysia. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng có kế hoạch tăng thời gian cách ly bắt buộc ở các cơ sở chỉ định lên 10 ngày đối với các du khách đến từ Afghanistan. 3 ngày đối với các du khách đến từ Thái Lan và một số bang của Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, lệnh tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 8 tỉnh khác đã chính thức được gia hạn tới ngày 20 tháng 6. Dù dịch COVID-19 đang có dấu hiệu lắng dịu, ngoài ra, chính phủ Nhật Bản đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho nhóm trẻ từ 12 đến 15 tuổi, đồng thời nới lỏng yêu cầu bảo quản vaccine của Pfizer trong điều kiện nhiệt độ tủ lạnh thường. Bản tin sẽ tiếp tục với một số tin tức trong tỉnh. Sáng ngày mùng 1 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch phụ trách hội đồng nhân dân tỉnh, các phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành. Trong tháng 5, toàn tỉnh gieo cấy được gần 3.670 ha diện tích lúa xuân, đạt 101% kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ. Ngô xuân trồng được trên 25.700 ha, đạt 102% kế hoạch, bằng 99,8% so với cùng kỳ năm 2020. Tình hình chăn nuôi trong tháng phát triển bình thường, dịch bệnh gia súc gia cầm diễn biến phức tạp, bệnh viêm da nổi cục trên châu bò phát sinh thêm 8 ổ dịch, bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát mạnh tại 6 huyện thành phố. Công tác kiểm tra chăm sóc, khoanh nuôi rừng được duy trì thường xuyên, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 476 tỷ đồng bằng 104% so với tháng 4, tăng 29,6% so với tháng cùng kỳ thực hiện 5 tháng đạt gần 2.160 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, tăng 32%, bằng 41% so với kế hoạch năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt gần 676 tỷ đồng, bằng trên 97% so với thực hiện tháng trước. Thực hiện 5 tháng ước đạt trên 3.550 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tăng gần 13%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh đạt 62,5 triệu USD, tăng 5% so với tháng trước, Tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2021, gần đạt 232 triệu USD, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 33% kế hoạch. Kết quả kinh doanh dịch vụ du lịch đã có dấu hiệu tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay có tổng lượt khách ước đạt 300.880 lượt, tăng 61,6% so với cùng kỳ tổng thu du lịch ước đạt trên 42 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 15 tháng 5 năm 2021 thực hiện gần 220 tỷ đồng, bằng 11,4% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 552 tỷ đồng, đạt 38% so với dự toán trung ương giao, bằng 28% so với dự toán hội đồng nhân dân giao, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020. Từ đầu năm đến nay, có 55 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký trên 245 tỷ đồng, giảm 8,3% về số doanh nghiệp và giảm 65% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020. Từ ngày 16 tháng 4, Đến ngày 13 tháng 5 năm 2021, tỉnh đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca cho 8.084 người không có tai biến, tình trạng sức khỏe sau tiêm đều ổn định các lĩnh vực văn hóa giáo dục đảm bảo an sinh xã hội được duy trì, công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo giữ vững. Các cấp ngành tập trung cao độ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương của tỉnh và chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án đáp ứng với các tình huống dịch COVID-19. Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận về một số kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc và đề xuất một số giải pháp như giả soát khu cách ly dịch COVID-19, công tác chuẩn bị tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh lớp 10, đặc biệt là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2021, đẩy mạnh công tác thu ngân sách, thu phí xét nghiệm, đảm bảo xe chở hàng hóa được lưu thông bình thường, chỉ đạo quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19. Phiên họp đã nhất trí biểu quyết thông qua 5 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, quy chế phối hợp cung cấp thông tin trên các lĩnh vực tài sản công nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia, quy định về bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và một số văn bản quy phạm pháp luật khác. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương các cấp các ngành với tinh thần nỗ lực phần đấu cao, quyết tâm lớn và sự đồng lòng ủng hộ của người dân, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành được mục tiêu kép tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, rà soát kế hoạch đầu tư công trên cơ sở nhu cầu của các địa phương có trọng tâm trọng điểm, tham mưu tạm ứng nguồn vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia cơ cấu lại hoạt động khoáng sản quản lý đất đai và đẩy nhanh tiến độ đầu ra đất. Về thu chi ngân sách, yêu cầu quán triệt thực hiện tốt chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như kế hoạch chống thất thu, thu hồi nợ đạo. Tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch thu ngân sách giai đoạn 2020-2025. Tỉnh sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, giả soát lại cơ sở vật chất dôi dư, đặc biệt đối với các huyện sát nhập đơn vị hành chính. Chuẩn bị tốt các thủ tục nội dung phục vụ cho việc tái thẩm định lại công viên địa chất toàn cầu non nước cao bằng đạt kết quả tốt, giả soát người lao động trở về từ địa phương khác, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, quan tâm công tác an sinh xã hội đảm bảo đời sống, triển khai tốt chương trình giảm nghèo bền vững, tổ chức tốt kỳ thi tuyển công chức viên chức năm 2020, củng cố sắp xếp lại bộ máy tổ chức sau kết quả của đợt bầu cử, chuẩn bị tốt công tác diễn tập phòng thủ năm 2021, hoàn thành tiến độ làm thẻ căn cước công dân, tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, theo tinh thần nghị quyết Đại hội 19 của Đảng Bộ Tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 117 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Dòng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam mùng 1 tháng 6 năm 1904, mùng 1 tháng 6 năm 2021. Sáng ngày mùng 1 tháng 6, đoàn đại biểu thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố do đồng chí Hà Ngọc Giáp, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Dòng, phường Đề Thám. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành phố đã dành một phút tưởng niệm để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao, sự đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Đình Dòng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam nói chung và quê hương Cao Bằng nói riêng. Liệt sĩ Hoàng Đình Dòng, dân tộc Tài, sinh ngày 1 tháng 6 năm 1904 tại làng Thôm Hoáng, xã Hạ Hoàng, nay thuộc phường Đề Thám, thành phố là thanh niên có lòng yêu nước sâu sắc, sớm tiếp thu và truyền bá chủ nghĩa Mark Lenin tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vào Cao Bằng, trở thành người cộng sản đầu tiên của tỉnh. Năm 1925, năm 1926, đồng chí học ở trường Bách Nghệ Hà Nội và tích cực tham gia phong trào yêu nước của học sinh Hà Nội. Trải qua nhiều hoạt động bí mật của cách mạng Việt Nam, đến tháng 12 năm 1929, đồng chí được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng, và được bầu làm bí thư tri bộ hải ngoại Long Châu Trung Quốc với tư cách là bí thư tri bộ, đồng chí chỉ đạo tổ chức phát triển phong trào cách mạng ở cao bằng và lạng sơn trực tiếp chỉ đạo thành lập tri bộ đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh ngày 1 tháng 4 năm 1930 tại nậm lìn xã hoàng tung huyện hòa an đồng chí đã đề ra sách lược khôn khéo tranh thủ lực lượng đồng minh và cùng các bạn tù chính trị trở về tổ quốc an toàn trở lại Cao Bằng trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng và là trưởng ban khởi nghĩa trong cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Cao Bằng. Ghi nhận những công lao và công hiến xuất sắc của đồng chí, năm 1998, đồng chí được Đảng, Nhà nước truy tặng huân chương Hồ Chí Minh. Năm 2009, truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tháng 11 năm 2018, đồng chí được Trung ương Đảng công nhận là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Bản tin 16 giờ chiều nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.